Xin chào các bạn, tôi là Dũng, là chủ của siêu thị lồng chim. Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn một chiếc lồng chim cực kỳ tuyệt vời, đó là lồng chim vành khuyên đục bát tiên. Đấy. Thì hôm nay cái mẫu này vì sao chúng tôi hôm nay lại sẽ giới thiệu thêm cho các bạn cái đặc điểm nổi bật của nó và vì sao nó là sản phẩm bán chạy nhất hiện nay, gồm trong cái dòng sản phẩm đục CNC. Thì đây là một cái sản phẩm siêu thị lồng chim cũng đã ra mắt cũng rất là lâu rồi, nhưng mà đang là một cái sản phẩm đang được đạt cái doanh số bán rất là lớn tại siêu thị lồng chim. Và vì sao nó lại đạt được cái doanh số lớn như vậy thì tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn hôm nay. Đấy là cái lồng này là lồng đục bát tiên. Vì sao lồng đục bát tiên rất là kỹ càng đấy, từ trong ra ngoài, và đục từ chân cho đến tang lồng, đến đây là các bạn nhìn thấy đây là cặp đấy, hoặc là nói cách khác là cái vanh lồng đấy. Còn trên đây là cái vanh lồng này, đây là cạp này, à, cái cửa cũng được đục này đấy, à, cái gánh này, hiện đây gọi là cái gánh, ở miền Nam người ta gọi là cái này là gánh hoặc là bầu bí đấy. Còn đây là bầu bí này, đây là cái gánh này đấy, bầu bí đấy. Thì cái chất liệu của nó hiện cái chất liệu của nó là tre xử lý và đã lên màu rất đẹp đẹp rồi. Hầu như các anh em chơi chim là rất thích cái màu cánh gián kiểu như thế này đấy. Về thì anh em chỉ việc chơi thôi chứ không cần phải vào dầu rất là nhiều lần nữa, mà chỉ về mua về là anh em chơi thôi đấy. Thứ hai nữa là về nó đục cả phần đỡ cầu đỡ cống này, từ cái phần đây là cái nẹp, cái phần đây là gọi là cái cửa sổ này, là cái nẹp để nẹp cái lồng đấy, các anh chị nhìn thấy đấy, nó không được, không những được đục chân tang và đỡ cầu đỡ cống này, về cái phần vanh lồng đó. Đấy, nó cũng được chuyện rất là kỹ. Rồi đến phần sàn, phần đáy lồng này đấy, cũng được là cái phần chân này cũng được chuyện phía trong, và cái sàn này sàn gỗ thông cũng được đục đấy, rất là đẹp tổng thể luôn. Đấy, về cái phần gánh đây cũng làm gánh cũng chuyện, gánh chuyện rất là đẹp mắt. Và cái hai đó là cái kích thước của nó là rộng, bán kính gọi là bán kính á, là đường kính là rộng 22, thân cao là tính từ cạp lên đến đỉnh nóc này là cao 27 đấy, và từ tổng chiều cao từ chân lên đến đỉnh lồng này thì nó là cao 40 đấy các bạn. Đấy, một cái chiếc lồng rất là hài hòa. Và vì sao nó lại là bán chạy, vì là trong cái bán chạy này là chúng tôi tặng cho các anh chị là đây móc đồng đốt trúc rất là bền đẹp. Đấy, thứ hai là cái bộ bầu bí bằng tre già. Đấy, bộ bầu bí bằng tre già, một sự tổng thể rất là hài hòa. Thứ ba nữa là cái cầu đầu rồng rất là điệu. Thứ tư nữa là các bộ cống nguyên ngà, tai chia triện hàng, các bạn thấy có một cái màu vàng rất là nổi bật. Đấy, sẽ tôn lên cái vẻ đẹp của cái chiếc lồng chim. Và cái lợi ích của nó khi con chim vào cái lồng này thì nó sẽ cảm giác rất là thoải mái và sang trọng. Khi các anh sắt đi chơi thì nó cũng đi chơi thì họ cũng rất là thấy thích thú. Và những người mà chơi chim cùng các anh chị cũng thấy là các anh chơi chim rất là chuyên nghiệp và đẳng cấp. Đấy. Và vì sao nó lại là cái nguyên nhân bán chạy nữa là vì cái giá của nó rất là, dù mặc dù là đục rất là đục hết như thế này, đục kỹ càng và đẹp như thế này, nhưng giá của nó vô cùng hợp lý, vô cùng là cực kỳ tốt. Và để biết được cái giá tốt, và tin chắc rằng anh chị lên trang siêu thị lồng chim để xem cái mẫu này và biết được cái giá đó, anh chị sẽ rất là thích thú để sở hữu được cái chiếc lồng giá vừa đẹp mà lại đục đẹp như thế này. Không những là anh em mua về để chơi chim, mà bây giờ có nhiều anh chị ngoài trong và ngoài nước mua về để chiêu làm lồng trang trí ở trong nhà. Đấy, vì nó là hàng đục đẹp. Đôi khi là các anh còn có những chị ở bên Úc, bên Mỹ là còn mua về để làm đèn lồng, làm có nghĩa là làm cho có đèn vào đây và chiêu làm trang trí ở các nhà hàng và ở trong cái tòa nhà đẹp của anh chị, quá là tuyệt vời luôn. Đấy, thì đấy là cái lồng khuyên trên đục bát tiên để giới thiệu đến với các anh chị. Và các anh chị
theo dõi chúng tôi trên trang siêu thị đồng chim.net và hoặc là kênh video rồi là kênh Zalo với số 0964278585 thì để biết thêm thông tin, và chúng tôi sẽ up thường xuyên những cái sản phẩm mới và những cái chương trình khuyến mại vô cùng sốc để có thể là tri ân khách hàng và các anh chị có thể mua được một cái chiếc lồng chim cực kỳ tuyệt vời với giá cực kỳ thấp đấy. Các anh chị hãy lên trang siêu thị lồng chim để biết thêm nhiều mẫu hơn, không những là cái mẫu bác tin này, chúng tôi có rất nhiều mẫu trên trang, 500 mẫu trên trang siêu thị lồng chim, tha hồ cho các anh chị chọn lựa. Cuối cùng thì xin cảm ơn các anh chị đã quan tâm đến video này và xin chào và hẹn gặp lại.